Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, sau ngày 10 tháng 3, những nhà hàng nổi và phương tiện nào chưa chịu di rời thì sẽ bị cưỡng chế và xử lý. Việc xóa bỏ các phương tiện này ra khỏi Hồ Tây là việc trước sau vẫn phải làm, nhưng vì sao việc di rời này thì cứ rùng rẳng, nhức nhối trong suốt nhiều năm vừa qua? Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến câu chuyện này trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Số ca cúm AH7N9 đang tăng đột biến tại Trung Quốc. Nguy cơ dịch cúm gia cầm nguy hiểm đã áp sát biên giới nước ta. Trước tình huống cấp bách này thì chiều qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch do Bộ Y tế chủ trì đã có cuộc họp khẩn bàn về các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế cho biết đã triển khai 12 điểm giám sát cúm trọng điểm. Đặc biệt lưu ý khu vực Nha Trang vì rất đông du khách Trung Quốc đang tham quan và đi lại ở đây. Cùng với đó là các tỉnh vùng biên giáp Trung Quốc và Campuchia. Bộ Y tế quyết định mở rộng tiêu chuẩn giám sát. Cụ thể chỉ cần có biểu hiện cúm là lấy mẫu xét nghiệm. Trước đây cúm nặng mới xét nghiệm, thì nay cúm nhẹ cũng lấy mẫu nhằm tránh nguy cơ bỏ sót ca bệnh. Đặc biệt lưu ý lấy mẫu bệnh phẩm giám sát đối với những người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm như người giết mổ, vận chuyển, cán bộ thú y. Cúm gia cầm AH5N1 và H7N9 đặc biệt nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao, từ 30 đến 40%. Nguồn lây là từ gia cầm nhiễm bệnh sang người. Khi dịch áp sát biên giới thì nguy cơ xâm nhập vào nước ta là khó tránh khỏi. Và đây là lần thứ 5 là thế giới cũng đã có 5 cái vụ dịch. Và lần này á thì người ta nhận định rằng là cái diễn biến phức tạp hơn tất cả các vụ trước. Nó biểu hiện ở chỗ là gì? Là về địa lý nó lan rộng hơn. Thế rồi là số người mắc tăng rất là nhanh. Mặc dù những cái xét nghiệm như bên nông nghiệp nói rằng là xét nghiệm trên đàn gia cầm thủy không phát hiện được, rất là thấp những cái mẫu. Thế nhưng mà chứng tỏ rằng là cái diễn biến nó rất là phức tạp. Chúng tôi cho rằng ấy là khả năng lây lan của cúm H7N9 vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Báo cáo với các đồng chí như vậy. Bởi vì các đồng chí nhìn trên cái bản đồ địa lý là đã giám sát, nó gọi là đã áp sát các tỉnh ở biên giới phía Bắc chúng ta. Một điểm đặc biệt lưu ý của đợt dịch này là nhiều gia cầm không có biểu hiện bệnh nhưng vẫn lưu hành virus cúm. Chính vì vậy nếu người dân chủ quan thấy gia cầm không bị bệnh mà lơ là vệ sinh thú y, ăn tiết canh gia cầm, thịt gia cầm chưa nấu chín thì nguy cơ nhiễm cúm gia cầm là rất cao. Truyền thông cho người dân, đặc biệt là những người mà có cái gọi là có yếu tố nguy cơ buôn bán này, giết mổ này, sử dụng này, làm sao để người dân không sử dụng, không buôn bán mà không giết mổ những cái gia cầm ốm chết, tức là không tiết kiệm cái việc đó. Thế rồi là không ăn tiết canh. Nếu như mà trong cái bối cảnh như thế này mà ăn tiết canh thì chúng ta cũng rất là khó khăn. Ngành y tế yêu cầu giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, những ca bệnh đường hô hấp cấp tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Người có tiền sử tiếp xúc với gia cầm ốm chết được lấy mẫu bệnh phẩm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để xét nghiệm.